Thủ môn Salim Ben Bona của đội tuyển Comoros đã gây xôn xao cúp quốc gia châu Phi bằng cú hat-trick cứu thua liên tiếp trong trận gặp Maroc. Maroc giành chiến thắng 2-0 nhờ các bàn của Salim Amalat và Zakaria Abogla. Nhưng mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn cho Comoros nếu thủ môn Ben Bona không có trận đấu xuất thần. Thủ môn 30 tuổi này đã cứu cho Comoros khỏi bàn thua 10-10 ở phút 77 bằng cách cản phá 3 pha dứt điểm ở cự ly gần từ 3 cầu thủ khác nhau. Trước khi bắt đầu xem video, hãy nhấn subscribe và đặt chuông thông báo để ủng hộ cho kênh của tụi mình nhé. Hồi nhỏ khi đá bóng trong xóm, ai cũng muốn chơi ở vị trí tiền đạo để ghi bàn, nên chắc hẳn trong chúng ta đều có một tên bạn béo nhất trong hội và bị dí xuống làm thủ môn. Nhưng mà càng lớn, càng theo dõi bóng đá, chúng ta lại càng thấy tầm quan trọng của vị trí người bảo vệ khung thành. Ngày hôm nay, mình cùng anh em hãy chiêm ngưỡng lại những tuyệt phẩm cản phá không thể tin nổi của các thủ môn trong suốt bề dày lịch sử môn thể thao vua nhé. Lên đường thôi! Ông thần các đền này lại phản xạ được cả bàn chân mới ảo ma các bác à. Sao lại như vậy được? Chuyện đó là không thể đâu. Để có thể cản phá thành công quả đá phạt hàng rào của Lionel Messi, hãy bị thua nhiều như Alisson Becker, như vậy thì mới có bí quyết bắt bài được. Đấy, như quả này, thủ thành người Brazil bắt gọn gàng luôn chứ. Game là dễ nha. Đỡ liên tiếp 3 quả dứt điểm của đối thủ, Thibaut Courtois đã cho thấy vì sao anh luôn được coi là một trong những thủ thành đẳng cấp nhất thời điểm hiện tại. Quay lại quá khứ để hoài niệm một chút, chúng ta có David Seaman, một gánh tim thực thụ ở vị trí gác đền. Huyền thoại người Anh vẫn cứu thua được quả đánh đầu ở cự ly như này của đối thủ, là anh em cũng biết đẳng cấp Seaman đỉnh cao như thế nào rồi, cứ phải gọi là outing. Pha bay người cứu thua này của Hugo Lloris dữ dội đến độ chính đối thủ cũng phải trèo vai bá cổ thủ thành người Pháp để mà thể hiện sự tiếc nuối, đồng thời là sự thán phục với đôi bàn tay vàng trong làng cản phá. Manuel Neuer ư, thay vì dành lời khen ngợi kiểu dĩ nhiên là phải thế dành cho thủ môn người Đức, tại sao chúng ta không dành thời gian để tìm hiểu làm sao mà Neuer vẫn có thể cản phá được cú đánh đầu này? Có những cầu thủ sẽ chỉ tỏa sáng ở một giải đấu nhất định, mà đã tỏa thì phải sáng chói như ánh mặt trời luôn. Một ví dụ tiêu biểu chính là thủ thành Guillermo Ochoa ở mỗi kỳ World Cup. Thủ môn đầu xu này cứ đá ở World Cup là lại chơi như lên đồng, không hiểu kiểu gì. Khả năng xuất phạt của Dimitri Payet đã được kiểm chứng là bá đạo nhé. Thế nên để có thể cản phá được cú dứt điểm hiểm hóc ấy của Payet, chàng thủ môn này đã phải bay người hết cỡ. Dù cho cú tiếp đất có hơi đau một chút, nhưng không sao hết, anh Zai đã có pha cứu nguy hết nước chấm. Một cú bay người đánh đầu nhưng không phải là ghi bàn mà là cản phá bóng, xong rồi lại chạy như bay về khung thành để kịp đẩy trái banh ra ngoài sân. Chấm mấy điểm cho nỗ lực cứu thua gắt gao của anh bạn gác đền này đây. Điểm tuyệt đối luôn chứ nhỉ. Chiến binh Samurai này cản phá quả gắt quá, trọng tài check cả goal line rồi nha. Vẫn cứ là không có bàn thắng cho đối thủ. Có lẽ nếu không xem hết tình huống này, chắc nhiều người sẽ nghĩ bàn thắng đến chắc rồi còn gì nữa. Nhưng mà Lloris bảo rằng chúc Chicharito may mắn lần sau nha. Một pha cứu thua thực sự là đẳng cấp của thủ thành bên phía Tottenham Hotspur. Hai cú dứt điểm liên tiếp đến từ các chân sút bên phía Tottenham, nhưng Bellerano đã từ chối tất cả để giữ cho mảnh lưới Arsenal được bảo toàn nguyên vẹn. Ai bảo Kepa chỉ biết huấn luyện nào? Thủ môn Tây Ban Nha lúc mà phong độ cao cũng ra gì và này nọ lắm mà nha. Đừng có trôn anh nữa. Công bằng mà nói, cú dứt điểm này của Florenzi là vô cùng ổn áp. Cơ mà tiếc rằng nhân vật chính trong tình huống này lại là thủ thành bên kia chiến tuyến, nên không có bàn thắng nào ở đây hết. Hơi nhỏ cho anh Zai.
Lukaku khi còn ở Man United mà không bị giật mình thì cũng đáng sợ đấy. Nhưng đã biết Ederson chưa? Món hàng mà Pep Guardiola ưa thích hàng đầu nơi khung thành đã khiến cho mấy gã quỷ đỏ hàng xóm chết lặng với hai pha cứu thua không thể cảm tử hơn. Cũng phải có một chút phép màu nữa thì mới giúp cho anh bạn gác đền này tạo ra một pha cứu thua ảo ma Canada bậc nhất hệ mặt trời, ôm sát bóng vào cột dọc rồi mới đẩy ra ngoài. Sao mà thú vị vậy thanh niên? Nếu có ai hỏi khái niệm gánh còng cả lưng trong bóng đá, tôi sẽ cho họ thấy David De Gea cản phá liền hai cú sút đã là chuyện thường ngày ở huyện với De Gea. Hay nói đúng hơn là gã bảo kê cho cả hàng thủ của Man United một thời gian dài, đau lưng lắm. Gianluigi Donnarumma có thể trở thành kẻ đáng ghét, chỉ biết đi theo tiếng gọi của đồng tiền. Nhưng tài năng của chàng thủ môn sinh năm 1999 này là không phải bàn cãi. AC Milan là câu lạc bộ đã từng hưởng lợi nhiều từ kỹ năng bắt bóng tuyệt vời của anh, nhưng tiếc rằng tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Sẵn sàng giơ cả mặt ra để đỡ bóng, Jens Lehmann hoàn toàn xứng đáng góp mặt trong video tôn vinh thủ môn ngày hôm nay. Choáng váng lắm Lehmann, xem thôi cũng đã thấy thốn rồi. Nếu như không có cái chân thần thánh này của Iker Casillas, chắc có lẽ chức vô địch World Cup 2010 đã gọi tên tuyển Hà Lan rồi, chứ không còn là những chú bò tót Tây Ban Nha nữa. Lạnh lùng và đầy tỉnh táo, Kasper Schmeichel dễ dàng bắt bài ý đồ lốp bóng của đối thủ. Thế là một cú đánh đầu nhẹ nhàng, thủ thành người Đan Mạch đã khiến đội bạn phải bỏ lỡ cơ hội ăn bàn trong tiếc nuối. Để cho Chicharito có được khoảng trống dứt điểm như này là dở lắm rồi. Nhưng mà manh lưới của Chelsea vẫn không bị sao hết. Sao lại như vậy được? Lý do đơn giản lắm. Vì trong khung gỗ The Blues lúc đó là Peter Cech, tay bảo kê hạng nặng với những pha cứu thua không thể tin nổi. Đối mặt với gã bầm trợn Oliver Kahn mà non cái chân thì dễ bỏ lỡ cơ hội lắm. Kể cả có là đá phạt đền, cựu thủ thành người Đức nắm thóp ngay. Và thế là ăn chặt cái kèo 11m này rồi. Vừa rồi là những pha cản phá không thể tin nổi của các thủ môn trong lịch sử bóng đá. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy video hấp dẫn, đừng quên ấn like và subscribe cho kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.